quảng bá của triển lãm thương hiệu và giải trí Hàn Quốc 2022 với ý nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của họ trong việc giao lưu văn hóa và kinh doanh giữa hai nước. 네, 지금 환호성이 계속 튀어나오는 거 보면은 한국말을 여러분들께서 이해하고 계시는 것 같은데요. 자, 뜨거운 박수로 홍보대사분들을 무대로 모셔볼 텐데요. 네, và xin quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các đại sứ quảng bá. 자, 먼저 소개하겠습니다. 대한민국을 대표하는 러블리엄의 대명사 김세저. 이어서 chúng ta
hãy giữ im lặng một chút và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm tưởng của các đại sứ quảng bá, đầu tiên là đại diện đến từ nhóm Winner với kỷ niệm chương và sự đồng hành của họ trong triển lãm lần này. Cảm ơn trời. 한국과 베트남 수교 30주년에 저희가 홍보사에서 이렇게 매촉이 되고 감사패까지 받을 수 있어서 너무 영광입니다. Trước tiên chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá cho chương trình KBE 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 앞으로도 KBE 홍보대사로서 저희가 열심히 활동을 해서 한국 중소기업들에게 그리고 나아가서 베트남 문화와 그리고 경제 발전에도 저희가 최대한 도움이 될 수 있도록 열심히 홍보대사로 활동하겠습니다. 감사합니다. 아, 참...